Chào bạn nha, chào bạn một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình có một cái sản phẩm với tầm ngân lượng chỉ có loanh quanh nhô ma đồng một chút thôi. Giới thiệu cho các bạn, đây là chiếc xe Toyota Vios G số tự động, xe được sản xuất 2011. Cái dòng này thì các bạn biết rồi, nó quá bền rồi. Giữ giá thì cũng có đấy mọi người, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải bền, tiết kiệm. Ăn chắc mặc bền thì bạn nào có tầm ngân lượng nhô ba một chút thôi thì cân đối cái xe này của mình mọi người nhá. Số tự động rất dễ đi này, rất dễ đi và rất dễ sử dụng, không lo hỏng hóc, mà có hỏng đi chăng nữa thì cũng chi phí rất là rẻ mọi người nhá, mà lại được rộng rãi thoải mái. Với tầm ngân lượng nhô ba bây giờ các bạn cũng chỉ mua được Morning i10 thôi. Mình có một chiếc xe nữa cũng cực đẹp đấy mọi người này, mới về, Mazda 3S, sản xuất 2014, tên tư nhân biển Hà Nội mọi người này, màu trắng, nội thất đen. Xe này cũng đẹp mọi người. Cái xe này thì ngân lượng của nó thì lại là gần 4 đồng mọi người nhá. Gần 4 đồng, các bạn được một chiếc xe Mazda 3S, sản xuất 2014, màu trắng, phiên bản sedan. Còn đây thì bạn nào mà có tầm ngân lượng 6 đồng thì có thể cân đối chiếc Mazda 6 phiên bản 2.5 sản xuất 2016 các bạn nhé. Quá rẻ, rẻ nhất trong phân khúc hạng D bây giờ rồi. Con Mazda này còn đẹp mọi người này, cực kỳ đẹp luôn. Con Vios G cũng vậy. Bạn nào có tầm ngân lượng trên 3 dưới 4 mà chưa biết đi xe 7 chỗ nào thì đây, Kia Carens 2.0 máy xăng tự động, sản xuất 2014, đăng ký 2015, tên tư nhân biển tỉnh mọi người nhá. Chỉ có trên 3 đồng thôi mọi người. Rồi Soluto bán rồi mọi người nhá. Đó, hoặc bạn nào mà thích Ford Eco Sport thì đây mình sẵn một chiếc mình sẵn một chiếc Titanium 2018 mọi người nhá. Nhô 5 đồng một chút thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.